Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào sư Hồng Mai, sư Hồng Nhật, sư Quán Mộng, sư Thi Lâm, sư Tâm Hạnh, sư Kim, Vinh Giang Nhật Hà, sư Tâm Phương, sư Thiện Vũ, sư Kim Nhung, sư Mê Ta, sư Tì Na, sư Nhật Quỳnh, sư Tô Thị Phúng và sư Hạnh Kiểm. Alo, quý vị nghe âm thanh rõ? Dạ, xà thú, xà thú. Trước tiên xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến chúng tôi và có những lời chúc tụng mà chúng tôi cũng rất là ái ngại. Và hôm qua thì chúng tôi cũng hơi bận rộn, cho nên ngày hôm nay trễ một tí, mong quý vị thông cảm. Bây giờ chúng ta đi vào buổi học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn số 29. Bụt thù ma hê si a ra hằng ta tha ga tô lô cô ta mô sa pa ga rô huy chê ta cô lô ca sa san tha cha na đầm ma cô quy đồ quanh là ma hành tăng ra ra phù cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tường thông minh dạy bảo dân lương thoát trần, con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bất đi bồ vi yết ta sa sát tu nô lô ca nam mạnh tha sa quy na ca rô cô sa pa nhu bút thập bất đi phù ti sanh nhã tô quanh đà ma hành tăng na ra phù cha này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng Như Lai soi sáng vạn màn vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đại dương Phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang sáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su gá ta sa sa quá cô sê kha su ca mô quá rá thông bá sê kha cô nình đà bá sân sa ri á na đá rô quá rô hoành đà má hành tầng đá rá phù cha này giác cần tam bảo tinh văn phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thiểu pháp phàm nhân ái bị con xin đảnh lễ tăng hy đến cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình ách tây giá tề chề nó sẽ ca mề tu quá thanh hằng ta xà bí à nú phà về nó sẽ hát xà về nó sẽ trật tụ cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông học hành mong nhờ đức phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô bụt thầy dạ phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 29. Appamattō bhammatte su appamattō bhammatte su appamattō bhammatte su Câu số 2. Sutte subbahu cha gạ rồ Sutte subbahu cha gạ rồ Sutte subbahu cha gạ rồ Giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Appamattō bhammatte su sút tê su phụ cha rô ấp ba mắt tê su sút tê su bao cha gạ rô ấp ba mắt tê su sút
tê su ba hu cha ga rô. Dạ, câu số 3, câu số 4. Apalasan wa si khaso. Si hay là si? À, quý vị chờ chút ha. Đọc thấy cái chữ này hơi nghi nghi. À, quý vị chờ chút coi chữ si khaso hay là si. Chữ si ha. Apalasan wa si khaso. Apalasan wa si khaso. Apalasan wa si khaso. Và câu cuối cùng. Hittuaya tisame thaso. Hittuaya tisume thaso. Tòa già tí su mê tha sô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Apalasan wa si kha sô hi tòa già tí su mê tha sô. Apalasan wa si ta kha sô hi tòa già tí su mê tha sô. Apalasan wa si kha so hi toa ya ti su me tha so. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại. Appamatto pammatte susutte supahu jagaro. Apalasan wa si kha so hi tòa già tí su mê tha sô. Ba ma tô ba ma tê su su tê su ba hu cha ga rô. A pa la sang wa si kha sô hi tòa già tí su mê tha sô. Ba ma tô ba ma tê su su tê su ba hu cha ga ro. A pa la sang wa si kha so hi toa ya ti su me tha so. À, còn một cách đọc nữa ha, cách đọc cho ngắn gọn hơn, không phải đọc nguyên một hơi mà chúng ta dừng lại cuối câu số 2. A pa ma to pa ma tê su su tê su ba hu cha ga ro. Apalasan wa si kha so hi toa ya ti su me tha so. À, chúng ta chia ra làm hai. À, đến cuối câu số 2 chúng ta dừng lại. À, như vậy thì cái giọng đọc của chúng ta bảo toàn, không bị đứt hơi ha. Còn quý vị nào hơi dài thì đọc thẳng một hơi. Quý vị nào mà cảm thấy chắc ăn hơn thì đọc tới cuối câu số 2 nghỉ. Và như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng bảo tồn lực lượng ha, hơi sức của chúng ta làm chủ tình hình. Rồi đó là cái giọng kinh. Rồi bây giờ qua giọng kệ. Giọng kệ ở đây thì một câu 8 từ, chúng ta chia làm hai ha. Và chúng ta có được 4 4. Và một câu lên, một câu xuống, hai câu nương nhau ha. Rồi bây giờ chúng ta xin đọc qua giọng kệ. Âm ba ma tô ba ma tê su su tê su ba hu cha ga ro. Apalasan wa si kha su hin toa ya ti su me tha su. Âm ba ma tô ba ma tê su su tê su ba hu cha ga ro. Âm ba la sang
quán si kha su hình toa gia ti su mê tha su ấm ba man tô ba ma tê su sun tê su ba hu cha ga ro ấm pa la sang quán si kha su hình toa gia ti su mê tha su tinh cần giữa phóng dật tỉnh thức giữa quần mê người chỉ như ngựa phi bỏ sao con ngựa hèn ra đây và xin mời quý vị xích mê ta xích kim nhung xích hà sa thủ bốn bàn tay đại diện cho tứ diệu đế ha rồi xin mời quý vị ha Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trị Đức cùng chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin trả bài câu pháp cú 29 ạ. Ba mắt to ba mắt tề su suốt tề su ba ngũ trà ga rồ a ba lát sằng qua xì khát sổ hít tòa gia tí su mê tha sổ. Dạ, phân tích câu 1 và câu 2. Ấp trường âm nhấn, ba đoạn âm mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ba đoạn âm mát trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, xú xú. Dạ thưa, con xin nói lại, không phải xú là đoạn âm, xút trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, xú ba, hú là ba đoạn âm, cha trường âm thông thường, gá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Ba mắt tô ba mắt tề su suốt tề su ba hú cha ga rô. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á ba là hai đoạn âm, lát trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, si trường âm thông thường, khát trường âm nhấn, xô trường âm thông thường, hít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, gia trường âm thông thường, tí, xú, hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá, đoạn âm, xô trường âm thông thường, a ba la tăng qua si khắp xô, hít toa gia tí xú mê, thá xô. Dạ, con xin đọc lại hết bài. A ba mắt tô ba mắt tề su suốt tề su ba hú cha ga rô a ba lát sằng qua xì khát sô hít toa gia tí su mê tha sô a ba mắt tô ba mắt tề su suốt tề su ba hú cha ga rô a ba lát sằng qua xì khát sô hít toa gia tí su mê tha sô. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ấp ba mắt tô ba mắt tê su, suốt tê su ba hô cha gà rồ. A ba la sang qua si khát so his toa ya ti su me tha so. Dạ con đã đọc xong kệ xong
có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Con xin kính chào Sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Happy birthday của sư ngày hôm qua ha. Cái chắc sư có nhiều khách khứa nợ quá, sư tiếp đãi nhiều quá, sư mệt quá. Bữa nay sư dậy không nổi đi sư. Làm cô Hồng Mai cổ một mình làm hết. Tụng kinh canh bảo rồi cho giới luôn. Ngầu thiệt đó sư. À, cảm ơn quý vị đã cho âm thanh nghe rõ ràng. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bắt, đã post bài nhưng mà chữ nhỏ lắm, tôi không có đọc được đâu. Tôi đọc trong cái tờ giấy bằng chi nái của tôi đó. Yeah. Bữa nay phải trả bài, thấy sư không khỏe, không vui, cái cũng không khỏe luôn, nó bị lây luôn đó. À, để bữa nay nghe sư kể hay quá, để bữa nay đọc trả bài xong rồi kể theo giống như sư coi được không ta. Con xin trả bài kinh Hấp Cú số 29 nha. Thì giờ tay hồng thì chung chung, trời ơi bắp tay giống như nhà lực sĩ boxing đi, hai con vịt thôi con gà vậy. Để lấy mà kinh hiển đi coi coi kính nghe lúc thôi. Trời ơi bàn tay luôn, bắp thịt luôn, hồng thì kinh luôn, ngầu quá. Cố lên nè. Cố gắng lên hả? Cố gắng cũng chết mà không cố gắng cũng chết nữa. Ai, làm cho tốt thôi vậy được rồi, không cố gì hết. Cố rồi tới quá cố luôn nữa, nghe chữ cố sợ dữ lắm đó. Giống như phim Hàn Quốc hay cố cố vậy đó, nghe chữ cố giống như cố hòa thượng, cố gì cố, chi cố gì đó. Hay quá cố, trời ghê lắm, đừng có dùng chữ cố. Thôi làm cố, làm hết sức của mình tốt là được rồi. Ok, bây giờ nghe trả bài nè, để sư nói nhiều chuyện quá, mở nhọn quá. À. Ôi dạ, trời cần coi trái story á. Mùa này cũng có bên Mỹ cũng có nhiều strawberry lắm, nó có cherry nữa, bán rẻ lắm, ăn đã luôn vậy đó. Thôi để trả bài đi, ăn ăn hồi chèm chảy nước miếng nó không đọc bài được nữa. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 29. Áp phá mắt tô phá mắt tề su sức tề su ba hú trà gà rồ á ba lá sẵn quá xì khá sồ hít tò và tí su mề thá sồ á phá mắt tô phá mắt tề su sức tề su ba hú trà gà rồ á ba lá sẵn quá xì khá sồ hít tò và tí su mề thá sồ. Phân tích câu 1 và câu 2. Áp trường âm nhắn, bá đoạn âm, mát trường âm nhắn, tô trường âm thông thường, bá đoạn âm, mát trường âm nhắn, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm. Câu số 2, xúc trường âm nhắn, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, bá hú hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, gá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2. Rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Trời, trời, trời ơi, sao chị nói cũng được. Là gì? Sao chị nói gì cũng được, không hiểu câu đó. Bó tay chị kia con trời, sao chị nói cũng được. DDC là được hả? Viết tắt mình không hiểu đâu ha. Lần sau chịu khó biên hết nguyên cái đi. Không sao. Bây giờ tới đâu rồi? Bây giờ đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4 để thôi quên, nó dài cả hay lẫn quên. Áp pha mắc tồ pha mắc tề su súc tề su ba hu trà gá rồ á ba lá sằng quá xì khá sồ hít tòa và tí su mề tha sồ. Phân tích câu số 3. Á bá hai đoạn âm, lá trường âm nhắn, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, si trường âm thông thường, cast trường âm nhắn, so trường âm thông thường. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng. Hít trường âm nhắn, to trường âm thông thường, da trường âm thông thường, tí đoạn âm, xú đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm,
xô trường âm thông thường, đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ca kệ chị này giống như sư hai kệ vậy đó, tôi thấy sư kệ, để kệ theo ông sư phụ đi. A ba la sang wa si kha so hit to ya ti su me tha so. A pa mak to pa mak te su suk te su ba hu cha ga ro. A ba la sang wa si kha so hit to ya ti su me tha so. A pa mak to pa mak te su suk te su ba hu cha ga ro. A ba la sang wa si kha so hit to ya ti su me tha so. Đọc lại lần nữa nha, cho chắc ăn nha. To pamakte susukte subahuja garo abalasang wasi kaso hito ya tisume taso abamakto pamakte so so te subahuja garo abalasang wasi kaso hito ya tisume taso áp ba mắc tô ba mắc tê số số tê số ba hu cha ga rô a ba la sang qua si kha số hết to ya tí su mê tha số. Ha, bữa nay mình dịch tiếng Việt Nam hai cái đi, một câu quà của trưởng lão Pháp Minh: tinh cần giữa phóng dật, giác tỉnh giữa thủy miên, kẻ chí ngựa hai nhất, thắng bỏ ngựa gầy hèn. Đó là bản dịch của trưởng lão Pháp Minh. Sau này là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu nè: tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Tà tà tà. Trời ơi, Gia Nhật Khả không vỗ tay vỗ chân gì. À, vỗ tay vỗ chân nè, để coi 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 coi. Hoàng đó, cô Mít Tà lại cho bóp bóp quá nhiều vỗ tay vỗ chân rồi. Rồi Hồng Thị Kim Nhung nè, còn Giang Nhật Khả đưa cái con khỉ lên, không biết con đó là con gì nữa, bó tay luôn, nhìn không ra con hù hay con chuột hay con gì không biết nữa. Ok, không thấy sư cho bông hoa gì hết trơn, không biết có chắc chắc với ổng không nữa. Quý vị ơi, tôi có đọc sai gì không, quý vị mau mau cho biết đi nha, còn có thôi. Cảm ơn sa thú quý vị đã vỗ tay vỗ chân nghe. Bây giờ mời quý vị khác kế tiếp nghe. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh sư tu nữ trong đời. Chà, kính cảm ơn đã nghe rõ. Con xin đọc bố số 20. Abba mat to ba mat te te su ba hu cha ba la sang wa si tha tòa già ti su mê tha sô áp ba mô ba tê su su tê su ba hu cha ga rô a ba la sang wa si kha sô hi ta su mê tha sô. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, ngựa phi bỏ sau con ngựa của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin câu 1 và câu 2. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, bá đoạn âm, mát là chấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, tút là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú á hú là ba đoạn âm, cha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Áp ba mát tổ ba tê su su tê su ba hu cha ga rô. Câu 3 và câu 4 ạ. Á bá là hai đoạn âm, las là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, khas là trường âm nhấn, so là trường âm thông thường, hít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, da là trường âm thông thường, ý số là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, xô là thông thường.
thường ạ. Áp ba ma tổ ba ma tề su su tề su ba hu cha ga ro a ba la sang wa si kha so hi toa ya ti su e tha so. Con xin kể ạ. Áp ba ma tổ ba ma tề su su tề su ba hu cha ga ro a ba la sang wa si kha so hi toa ya ti su me tha so. Appa o ba ma te su su te su ba hu cha ro a ba la sang wa si kha so hi toa ya ti su me tha so. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư. Cảm ơn hạnh bút bài. Dạ xin mời Hà. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sầm Thầy, dạ con kính lĩnh lễ Ngài Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ con xin trả bài. Áp ba mát tô ba mát tề su su tề su ba hu trà ga rồ. Áp ba la sàng qua sì kha sô hít tòa dạ ti su mê tha sô. Áp ba mát tô ba mát tề su su tề su ba hu trà ga rồ. Ba la sẵn qua sĩ ca sổ hít tòa và thi su mê tha sổ. Ác trường âm nhấn, bá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Bá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm. Xú trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, xú bá hú ba đoạn âm, cha. Trường âm thông thường, gá, đoạn âm, rô, trường âm thông thường. Áp ba mát tô ba mát tề su su tề su ba hu trà gá rô. Á đoạn âm, á bá hai đoạn âm. Lát trường âm nhấn, săn trường âm đọc theo giọng yên âm. Quá đoạn âm, si trường âm thông thường. Khá đoạn âm. No, khá trường âm nhấn, so trường âm thông thường, hít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, da trường âm thông thường, tí, xú đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, so trường âm thông thường. Áp ba la sàn qua sì khá sô hít toa da xú mê thá sô. Áp ba mát tô ba mát tề su su tề su ba hu cha ga lo. Áp ba la sàn qua sì ga sô tha sô hít tòa ya ti su mê tha sô. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Appa matto ba mette su su te su ba hu cha ga ro. Appa la sang wa si ka so hit toa ya ti su me ta so. Dạ con có cái thắc mắc, không biết ngài và đạo tràng có thể giải thích cho con tại sao cái chữ câu cuối cùng, cái chữ đầu hit toa hit lại là trường âm nhé. Dạ con xin trao mic lại cho vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 29. Áp ba mát tô ba mát tề su su tề su ba hu cha ga rô. A ba lát
sang quá si khát so hít toa ya tí xúc mê tha so. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Áp, trường âm nhấn, phá, đoạn âm, mát, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường, phá, đoạn âm, mát, trường âm nhấn, tê, trường âm thông thường, xú, đoạn âm, sút, trường âm nhấn, tê, trường âm thông thường, xú, bá, hú, ba đoạn âm, cha, trường âm thông thường, gá, đoạn âm, rô, trường âm thông thường. Áp ba mát tô ba mát tê su sút tê su ba húc cha ga rô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á bá hai đoạn âm, lát trường âm nhấn, xăm trường âm đọc cao giọng nguyên âm, quá đoạn âm, si trường âm thông thường, khát trường âm nhấn, xô trường âm thông thường, hít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, da trường âm thông thường, tí xú hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, xô trường âm thông thường. A ba lát sang quá si khát xô hít toa da tí xú mê tha xô. Con xin phân đọc lại nguyên câu pháp cú 29. Áp ba mát tô ba mát tê su sút tê su ba hú cha ga rô. Áp ba lát sang quá si khát sô hít toa ya tí su mê tha sô. Áp ba mát tô hô ba mát tê su sút tê su ba hú cha ga rô. A ba la sang qua si kha so hit tua ya ti su me tha so. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi bỏ sau con ngựa hèn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Cảm ơn Hà. Dạ con Tâm Phương, con tính lĩnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính lĩnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 29. Xin thân chào các đạo hữu ạ. Áp ba mát tô ba mát tê su su tê su ba hu ya ga ro. A pa la sang qua si ga so hit to ya ti su me tha so. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi bỏ sau con ngựa hàng. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích ạ. Chữ áp là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ mát là trường âm nhấn, chữ tô là trường âm thông thường, chữ bá là đoạn âm, chữ mát là trường âm nhấn, chữ tê là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm, chữ xuất là trường âm nhấn, chữ tê là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm, chữ bá là đoạn âm, chữ hú là đoạn âm, chữ chá là trường âm thông thường, chữ gá là đoạn âm, chữ rô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc câu 3 và câu 4 ạ. A a pa la san qua si ga cho hit to ya ti su me tha so. Dạ chữ á là đoạn âm, chữ bá là đoạn âm, chữ lát là đoạn âm trường âm nhấn, chữ xăm là trường âm đập theo giọng nguyên âm, chữ quá là đoạn âm, chữ xí là trường âm thông thường, chữ gát là trường âm nhấn, chữ xô là trường âm thông thường, chữ hít là đoạn chữ hít là trường âm nhấn, và chữ to là trường âm thông thường, chữ da là trường âm thông thường, chữ tí là đoạn âm, chữ xú là đoạn âm, chữ mê là trường âm thông thường, chữ thá là đoạn âm, chữ xô là trường âm thông thường.
Dạ con đã đọc và phân tích rồi. Có cái gì mà sai thì con kính nhờ sư sửa lại giùm con. Hoặc là các bạn hữu thấy sai chỗ nào thì xin nhắc lại. Dạ con xin đọc kệ ạ. Appamatto bhamatte su sutte supahuyangaro apalatsang vasingatso itayati sumentaso appamatto bhamatte su sute supa huyangaro apalatsang vasi gancho itayati sumengata so apa abhamato bhamante su sute supa huyangaro apalasang wasingaso itayati sumintaso. Dạ con đã đọc và kể xong. Dạ kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ đại đức pháp trăng pháp pháp trăng. Dạ. Dạ, cảm ơn Nhạc Hà. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang. Dạ, con kính chào quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc con pháp cú số 29, cảm ơn các bạn đã tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc. Appa matto pamatte susutte subahuya charo abala sangvasi kaso hitoya pisume taso. Appa matto pamatte susutte subahuya charo abala sangvasi kaso hitoya pisume taso. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Appa matto pamatte susutte subahuya garo. Up là trường âm nhấn, pa đoạn âm, mat trường âm nhấn, to trường âm thông thường, pa đoạn âm, mat trường âm nhấn, te trường âm thông thường, su đoạn âm, sut trường âm nhấn, te trường âm thông thường, su đoạn âm, ba hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, giá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Appamatto pamatte susutte subahuya garo. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Abalasang wasi kaso hitwa ya pisume taso. A ba hai đoạn âm, las trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, si trường âm thông thường, kas trường âm nhấn, so trường âm thông thường, hít trường nhấn, toa trường âm thông thường, gia trường âm thông thường, tí xú hai đoạn âm, nê trường âm thông thường, thá đoạn âm, xô trường âm thông thường. Abalasang wasi kaso hitwa ya tí su nê taso. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 29. Appamatto pamatte susutte subahuya garo abalasang wasi kaso so hi tòa ya ti su me kha so. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa cùng mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hàng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Appamatto pamatte su sute su ba hu cha ga ro Abalasang wasikaso hitwayati sumetaso Appamatto pamatte su sute suba hujagaro Abalasang wasikaso hitwayati sumetaso.
Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai nhờ sư trí trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Xin tri ân sư trí đức, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic ạ, xin nhường vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức và kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang và chư tôn đức Tăng quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bát tài. Con xin đọc bài câu pháp cú 29. Abhamato bhamate su su bhamate su su te subahu cha garo abalat sang wasi khatso hitta ya tisu me thaso abhamato bhamate su su te subahu cha garo abalat sang qua sĩ khát sổ hít tòa và ti su mề tha sổ. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dạ, con kính đảnh lễ sư tuệ đức. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Appamatto bhamate su 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 bahu Chagaro. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, xuất là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú bá hú là ba đoạn âm. Cha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4. Abalat sang wasi khat so hi toa ya ti su me tha so. Á bá là hai đoạn âm, lát là trường âm đọc theo giọng. Lát là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm, si là trường âm thông thường. Hát nhấn, xô là trường âm thông thường. Hít là trường âm nhấn. Toa là trường âm thông thường. Gia là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Xú cũng là đoạn âm. Mê là trường âm thông thường. Thá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại toàn bản. Appamatto bhamate su su te subahu jagaro abalat sang wasi khat so hitwa ya tisu me tha so. Appamatto to ba ma te su su te su ba hu cha ga ro a ba la sang wa si khat so hi ta ya ti su me tha so. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi bỏ sau con ngựa hèn, là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin tạ. Appamatto bhamate su su te su ba hu cha ga ro abalat sang wasikhat so hitayati.
Dạ vâng, chắc là con vừa bị giáp mích. Dạ con xin sám hối. Dạ con xin lại. Đạo tràng nghe rõ chưa? Dạ con xin kệ lại. Appamatto bhamatteso suttesu bahu chagaro abalat sangwa sikhatso hitvayati sumethaso appamatto bhamatteso suttesu bahu chagaro abalat sangwa sisi khát so hít ta ya ti su mê tha so. Dạ con đã đọc và phân tích và kệ xong, con có sai thì mong ngài Chí Đức và đạo tràng chỉ cho con. Dạ con xin xuống mic ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài và con kính đảnh lễ quý sư, và con kính chào đạo tràng quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 29. Appamatto bhamatte su sutte su pahuca garo appalasangwa sigasso hitoyati sumethaso. Con xin phân tích câu 1 và 2. Appamatto bhamatte su sutte su pahuca garo app trường âm nhẫn, phá trường đoạn âm, mát trường âm nhẫn, tô trường âm thông thường, phá đoạn âm, mát trường nhẫn, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, xú trường âm nhẫn, tê trường âm thông thường, xú đoạn âm, phá hú hai đoạn âm, cha trường âm nhẫn, gá đoạn âm, rô trường âm thông thường, áp pháp mát tù pháp mát tê xú xú tê xú phá hú cha gá rô. Câu 3 và 4. A ba la san wa si ga so hi toa ya ti su me tha so. A trường á đoạn âm, bá đoạn âm, lát trường âm nhấn, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, si trường âm thông thường, gas trường âm nhấn, so trường âm thông thường, hít đoạn trường âm nhấn, to trường âm thông thường, ga trường âm thông thường, tế đoạn âm, xú đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, so trường âm thông thường. Apalasan wasi gaso hitoa ya ti su me taso. Appamatto bhamatte su sutte su pahuca garo. Apalasan wasi gaso hitoa ya ti su me taso. Cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appamatto bhamatte su sutte su pahuca garo appalasan wasigaso hitoyati sumethaso. Dạ con đã đọc xong và con có sai, xin ngài quý sư và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ Sư Pháp Trang. Con kính lễ Sư Tuệ Đức. Và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Và con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết là âm thanh rõ. Và bây giờ thì niệm từ xin đọc và phân tích và đọc câu pháp cú số 29. Appamatto bhamatte su sutte su pahuca garo ala abalasangwa si gatso hitua ya tisu me kataso. Appamatto bhamatte tê su su tê su ba hu cha ga ro a ba la sang wa si kha so hit do ya ya ti su me tha so.
Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Và câu số 2, xút là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú, bá, hú là ba đoạn âm, cha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Abalasan wasi kaso hituaya tisume taso. Dạ, câu số 3. Á bá là hai đoạn âm. Las là trường âm nhấn. San là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm. Si là trường âm thông thường. Kas là trường âm nhấn. So là trường âm thông thường. Câu số 4, hit là đoạn hit là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, da là trường âm thông thường, tí là tí xú là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Thì con xin đọc lại bốn câu. Appamatto bamat te su su te su ba hu cha ga ro a pa la sang wa si si kha so hi to ya ti su me tha so a pa ma to ba ma te su su te su ba hu cha ga ro a pa la sang wa si kha so hi to ya ti su me tha so. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú số 29. Bà mạch tô, bà mạch tê su, su tê su ba hù trà gà rô. Ambalasang wasi kanso hituayati sumetaso. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Dạ, con đã kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, bây giờ thì từ không có còn thấy bàn tay của ai, bây giờ điểm từ mời đạo tràng lên trả bài tiếp. Dạ, thấy bàn tay của Giang Nhật Hạ. Dạ, kính mời Giang Nhật Hạ lên lên ạ. Nam Mô Bổn Sư. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 29 ngày hôm nay ạ. Appamatto bapte susutte pahucha garo apalassang wasi khaso hitwa ya tisume thaso. Appamatto bamatte susutte subahucha garo apalassang wasi khaso hitwa ya tisume thaso. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Up là trường âm nhấn, bá là đoạn âm. Nhấn sút là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú nghe được. Dạ, con xin đọc tiếp ạ. Câu số 1 và câu số 2. Appamatto
Ba mắt tê sút bút chà. Dạ, không biết sao. Dạ, chắc con mời vị kế tiếp để con có thể log out rồi con vô lại ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và cảm ơn Thiền Vũ Hồng Mai Sích Metta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Rồi, cho Nhật Bình đảnh lễ với Ngài xong, Nhật Bình trả bích lời cho Giang Nhật Hà nha. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ với ba quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, giờ mời Quỳnh và Nhật Hà tiếp tục nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú số 29. Appamatto te suste subahucha garo apalasang wasi khaso hitwa ya tisume thaso. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Up là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ba là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, sút là trường âm nhấn, T là trường âm thông thường, xú, bá, hú là ba đoạn âm, cha, trường âm thông thường, gá, đoạn âm, rô, trường âm thông thường. Appamatto bamatte susutte subahucha garo. Và câu số 3 và câu số 4. Appalassang wasi khaso hitwa ya tisume thaso. Á, bá là hai đoạn âm, las là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, kha là trường âm nhấn, so trường âm thông thường, hít trường âm nhấn, toa trường âm thường, gia trường âm thông thường, tí đoạn âm, xú đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, so trường âm thông thường. Apalassang wasi khaso hitwa ya tisume thaso. Dạ, con xin đọc lại ạ. Appamatto bamatte susutte subahucha garo apalassang wasi khaso hitwa ya tisume thaso. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ ạ. Appamatto bamatte susutte subahucha garo apalassang wasi khaso hitwa yati sumethaso. Appamatto bamatte susutte subahucha garo apalassang wasi khaso hitwa yati sumethaso. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Có sai nhờ sư và đạo dùm. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thủ kính cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà. Nam mô Bụt Thầy, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tề Duyên đã ôn bài chưa ạ? Dạ, quý cô có ôn bài chưa? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, cô nào chưa, hai vị chưa ôn bài thì xin cho một tín hiệu, Nhật Quỳnh xin nhường mic. Và còn vị nào chưa ôn bài không? Dạ, mời cô tu nữ Tề Duyên.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Bị đường nét sao mà nó cứ giật, lúc nghe lúc không. Dạ, bây giờ đạo tràng nghe rõ, hơi nhỏ. Dạ. À, cảm ơn thiền vụ thì em bắt lên lớn chút. Abhamato bhamate susutte subhucha garo. Ab là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mat là trường âm nhấn, to là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, số là đoạn âm. Đoạn số 2. Xuất là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, số bá hút ba đoạn âm, cha trường âm thông thường, gá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Abhamato bhamate susutte subhucha garo. Đoạn 3. Apa hai đoạn âm, lát trường âm nhấn, sang trường âm giọng nguyên âm, quá đoạn âm, si trường âm thông thường, gát trường âm nhấn, so trường âm thông thường. Đoạn 4. Hí đoạn âm, toa trường âm thông thường, gia trường âm thông thường, tí su hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, so trường âm thông thường. Apalat sang quat si gat so hi tòa gia tí sung về tha sồ. Áp băm mắt tổ băm mắt tề súp bá hút trà gác rồ. Áp ba lạc rằng quát xì gác sổ. Hi tòa hi sung mê tha sổ. Áp ba mắt tổ ba mắt tề su. Su tê su ba u cha ga ru. A ba la mi si ga to. Hi tua ya ti su me ga so. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê. Người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. Nhập cổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, dạ, tự nhiên đã ôn bài và phân tích, nếu có sai xin đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ đã tí tín hiệu của cô Phúc Hạnh. Dạ, kính mời cô. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Khách Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Đảnh lễ Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Kính chào Đạo Tràng. Sau nay con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú số 29. Áp Bá Mát Tô Bá Mát tề su sút tề su ba hu ba hu cha ga ro a ba la sang va si ga so hi tòa già tí su mê tha so a ba mát tô ba mát tề su sút tề su ba hu cha ga ro. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm,
Sút là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, bá, hú là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Áp bá mát tô bá mát tê xú sút tê xú bá hú cha gá rô. Câu 3 vào câu 4 ạ. Abalasang vasi gaso hi toa ya tisu me thaso. Á bá là hai đoạn âm, lách là trường âm nhấn, sang là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, gách là trường âm nhấn, so là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, toa là trường âm thông thường. Gia là âm tí, gia là trường âm thông thường, tí, sú là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Apalasang vasi gaso itoa ya tisu me thaso. Apamato bamate su sute su bahu ya gatro abalasang vasi gatso hi toa ya tisu me thaso abamato bamate su sute su bahu ya gatro abalasang vasi gatso hi toa ya tisu me thaso. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mơ, người trí như ngựa phi, bỏ sâu con ngựa hèn. Dạ con xin kệ. Abamato bamate su su te su ba ucha garo abalasang vasigaso hi to ya ti su me tha so. Dạ, con đã đọc và phân tích cả xong, con có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic và xin mời vị tiếp theo. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ không? Sa thú, sư thiện vũ. Vừa rồi cô tu nữ Phúc Hạnh phân tích chính xác, rõ ràng. Nhưng mà trong cái phần tiếng Việt, tại sao cái chữ quần mê mà đọc là quần mơ? Cô tu nữ Phúc Hạnh, với quần mê nó khác mà quần mơ nó khác hay là đang mơ mộng cái gì đó, cho nên đọc là tỉnh thức giữa quần mơ ha. Hôm nay vị nào đọc cũng hay hết ha, lẹo lớn luôn hả? Trời ơi, đại đức Pháp Trang biết hết trơn rồi, chắc ngồi gần bên á, ở trong chùa nhìn thấy lẹo lưỡi ha. Sa thủ, trong đội tràng ai đọc cũng chuẩn hết á, không có ai thắc mắc hết á, chỉ có mình Siết Hà. Alo Siết Hà, cái giọng bình định vậy ha, chữ mê đọc là chữ mơ hả? Nghe hơi lạ cho nên thắc mắc. Cái giọng đặc sản của bình định hả? Có lý ta. Siết Hà, ai đọc cũng trôi chảy, không có thắc mắc gì hết, con mình Siết Hà. Tại sao Siết Hà lại thắc mắc? Mà ai đọc cái chữ hít toa hả? Chữ hít toa đọc cũng rõ ràng, cũng phân tích là trường âm nhấn, trường âm thông thường. Nhưng mà tại sao Siết Hà lại thắc mắc chỗ này? Siết Hà thắc mắc chỗ này, thôi xin mời Huynh Giang Nhật Hà đi. Tức là hai dòng sông hả? Siết Hà là sông hả? Rồi mời Huynh Giang Nhật Hà giải thích cái chỗ này nè, tại sao mà Siết Hà không hiểu
hay là trường Sơn Đông, trường Sơn Tây nè, tức là coi như hai vòng cỏ đông, vòng vòng cỏ cỏ tây rồi chắc, hay là ở đầu sông, ở cuối sông. Rồi mời huynh Giang Nhật Hà giải thích cái chỗ hít, cái từ hít toa tại sao mà Siết Hà thắc mắc. Alo, khi nãy giờ âm thanh không được là ổn định, nhưng mà sau này huynh Giang Nhật Hà chỉnh lại nghe rất là rõ. Rồi mời huynh Giang Nhật Hà giải thích chỗ này ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sam Kha Dạ. Dạ, thưa sư, dạ, con theo con hiểu thì chữ hít toa là nó có cái nguyên âm ai và đi theo sau được hai phụ âm. Khi mà có hai phụ âm nương theo một nguyên âm thì bắt buộc cái chữ T ở đây, chữ chữ tờ nó phải tách ra, nó đọc theo cái nguyên âm, cái âm trước và âm sau thì trở thành hít toa. Và thay vì mà mình nói là chữ 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 hí ở trước cũng không có phải là đoạn âm, giống như Xích Hà thắc mắc là tại sao nó là chữ không là hí, hay là mình không có nó là đoạn âm rồi cái kia đi theo sau. Nhưng mà theo con hiểu thì theo cái ngữ pháp Bali thì nó là như vậy, cái chữ khi mà hai phụ âm mà nương theo một cái nguyên âm thì bắt buộc cái chữ chữ T ở đây mình phải đi theo chữ cái hai âm trước và cái âm sau luôn, là hít toa thì là trường âm nhấn và ở sau là trường âm thông thường. Dạ, con chỉ hiểu có nhiêu đó thôi, có nếu sai con xin nhờ sư giảng thêm để cho con và đạo tràng cùng hiểu. Dạ, con xin nhân biết lại cho sư ạ. Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà dịch mà Siết Hà không có ý kiến gì hết, chắc chắn rằng Siết Hà cũng đừng thắc mắc ha. Giải thích ngắn gọn quá, thôi bây giờ dông dài một tí ha. Mời Siết Kim đi. Siết Kim ơi, tại sao đọc là hít toa? Giải thích làm sao cho Siết Hà nghe nghe cho nó thông một chút nè. Alo, Siết Kim đâu rồi? Rồi bỏ chạy mất tiêu rồi ha. Rồi thấy cái chỗ này khó quá, bỏ của chạy lấy người rồi. Alo, Siết Kim đâu rồi? Tại sao đọc là hít toa? Như vậy là Huynh Giang Nhật Hà giải thích mà Siết Hà không chấp nhận ha. Rồi còn ai giải thích nữa? Mà tại sao quý vị lại đọc là hít toa? Rồi Sĩ Kim không có. Bây giờ mời Sĩ Thiền Vũ ha. Sĩ Thiền Vũ giải thích làm sao? Bây giờ mới chịu đưa tay. Mời không chịu đưa tay, mời người khác cái sợ mất phần mới chịu đưa tay, khổ thiệt. Hello, con xin kính chào sư, các sư, con quên rồi, con với bé mới chạy lên đó sư. Tại con đang kêu bà bác sĩ, con đang chờ cái autoray gì đó không biết nữa. Mà con không có, mới nghe xe xu ghéo trên con chạy ùm ùm lên nữa. Sư hỏi con cái gì vậy sư, hỏi con, sư cho con biết câu hỏi của sư là cái gì vậy sư. Con trả máy lại. Alo, 123, 123, Siết Hà. Khi nãy lên đọc thắc mắc cái chữ hít toa, tại sao đọc là hít toa? Bây giờ phân tích sao cho nó, cho Siết Hà nghe coi như khỏi cái thắc mắc này. Ai đọc cũng không thắc mắc gì hết, mà cũng đọc là thấy chính xác. Hai trường âm, một trường âm nhấn, một trường âm thông thường. Vậy mà Huynh Giang Nhật Hà giải thích Siết Hà cũng chưa đồng ý. Bây giờ Siết Kim nghe điện thoại xong chưa? Rồi trả lời dùm chỗ này đi, giải thích chỗ này đi. Chữ hít toa tại sao đọc vậy?
Rồi, bàn tay đâu? Dạ, con xin chào sư Chí Đức, các tô sư và các cô tu nữ và quý Phật tử. Con sorry, điện thoại con kêu hoài thấy hôm đó con phải cúp đi. Con nói à, cái chữ hít to đó, tại sao chỉ hít à, con nghe cổ nói lúc mà cổ đọc có hỏi tại sao chỉ hít là trường âm nhắn à, dạ con xin trả lời according quên, thể theo lời chỉ dạy của sư Chí Đức của vài năm về trước, lúc con mới vô đây học năm 2018, con có nghe sư giải thích rằng chữ hít to là trường âm ngắn, tại vì chữ hít nó có đi liền với sau, nó có hai cái phụ âm của nó là chữ t, t tờ đó, là thờ thờ đó, và chữ v, v vờ, l vờ đó, nó có hai phụ âm, thành na nó là trường âm ngắn. Còn cái chữ t, v, t, tờ, chữ t, chữ v và chữ a mà có dấu nguyền, nó đọc là to, tại vì á, chữ chữ vi á, đọc tương đương với chữ 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 kêu á, chữ 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 quá quá cố đó, quá cố chữ quá, thì chữ vi nó tương đương với chữ khiêu với chữ u đó, rồi chữ t nó to phải đọc là nhanh, hít to, chữ hít là trường âm ngắn, tại vì chữ 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 hát với chữ y, chữ y á, chữ y là cái nguyên âm mà phía sau nó là hai phụ âm, phụ âm của nó là chữ t và chữ v đó, thành ra nó là phải là trường âm ngắn, nó phải đọc là hít to. Hít là trường âm ngắn, toa là trường âm thông thường. Dạ, con xong rồi, con xin trả máy lại cho sư. Bây giờ con phải trả lời điện thoại nữa. Còn nãy con trả bài xong rồi con đi sửa soạn đồ, con ăn cơm, nó con đói bụng quá đó sư. Con xin trả máy lại ạ. Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà trả lời, nhưng mà Siết Hà không đồng ý. À, tới khi mà Siết Kim mà lên trả lời là Siết Hà sa thú liền ha. À, ở đây quý vị nhớ rằng một nguyên âm, dù đó là nguyên âm, đó là trường âm hay loãng âm, nguyên âm trường âm thì có a i u e o ha, rồi loãng âm của nguyên âm thì có a i u. À, đó là tám nguyên âm ha. Trong tám cái nguyên âm này, nếu mà nó đứng trước hai phụ âm, nó đứng trước hai phụ âm thì nơi đó chúng ta đọc kéo dài, gọi là trường âm nhắn. Ví dụ ở đây à, nguyên âm ý nó đứng trước hai phụ âm là chữ T và chữ V ha. Chữ T và chữ V đó là hai phụ âm, thì bây giờ chúng ta phải đọc nó là một trường âm nhấn ha, nó là một trường âm nhấn. Ví dụ như chữ đầu tiên nguyên âm á nó đứng trước hai phụ âm ghép tức là hai chữ b, thì chúng ta phải đọc đó là trường âm nhấn ấp. Chữ đầu tiên ha, thì ở đây chữ y nó đứng trước chữ T và chữ V, đó là hai phụ âm, thì chúng ta phải đọc là hít. Và đây cũng là một cái trường hợp đặc biệt ha. Đất toa, hít toa, hít toa, đất toa ha. Đây là một cái trường hợp đặc biệt, cho nên Siết Hà thắc mắc cũng có lý. Nhưng mà chúng ta đã qua cái trường hợp đó rồi, cả đạo tràng ai đa số cũng đọc đúng hết, hít toa đó là trường âm nhấn ha. Cho nên khi mà Siết Kim mà lên giải thích là Siết Hà có như sa thú liền ha. À, như vậy thì Siết Hà còn thắc mắc không? Alo. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vấn ha, để thấy chữ hít tòa ý nghĩa thế nào, mình rắc rối quá vậy. Bây giờ câu Phật ngôn số 29 chúng ta đi vào tự vấn. Appamatto bhamatte su. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ appamatto bhamatte su. Chữ appamatto chúng ta thấy tiếp đồng ngữ a phía trước,
có nghĩa là không. Rồi Bamato do cái từ Bamata, Bamata có nghĩa là sao lãng phóng dật. Nhưng mà chữ Bamata ở đây nó đứng làm chủ từ số ít, và Thamma nghe có quá chánh áo vì phát tí, cho nên nó biến thành Bamato. Apato có nghĩa là không sao lãng, không phóng dật. Không sao lãng, không phóng dật. Rồi, cái từ thứ hai, Bamatesu. Bamatesu do cái từ Bamata. Bamata, Bamata nó đứng trong cái dạng quá khứ phân từ. Tiếp tục ngữ bá, nó nhấn mạnh cho cái căn ngữ mắt. Và căn ngữ mắt này có nghĩa là đam mê. Vậy thì động từ quá khứ ở đây có nghĩa là đã trở nên sao lãng, đã phóng dật, đã buông lung, đã buông lung, đã phóng dật. Và chữ Bamata này được chia theo cái gì đây? Bamata biến thành Bamatesu, chia theo định sớ các số nhiều. Định sớ các số nhiều tức là sát tầm ý, vì phát tí và hữu quá trần á. Cho nên Bamata biến thành Bamatesu. Bamatesu là giữa những người đã bị sao lãng, giữa những người phóng dật. Giữa những người phóng lãng, giữa những người phóng dật. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 2. Sute Subahu Chaga Ro. Câu số 2 chúng ta cũng có hai từ. Sute Su là một, Bahu Chaga Ro là hai. Chữ Sute Su do cái từ Sutta ha. Và ở đây cũng được chia theo định sẽ cách số nhiều, bao sát tầm ý, vị phát ti và hữu quá trần á. Cho nên xuất tá biến thành xuất tê xú. Xuất tê xú là giữa những người ngủ mê, giữa những người bị ngủ mê. Xuất tê xú. Sutesu là giữa những người ngủ mê. Ngủ mê mà khi nãy cô tu nữ Phúc Hạnh đọc là quần mơ, quần mê. Đọc theo giọng Bình Định gọi là quần mơ. Giữa những người ngủ mê gọi là quần mê. Rồi, Bahu Chagaro. Chữ Bahu có nghĩa là nhiều. Chagaro do cái từ chagara, chagara. Và động từ của nó là chagati ha, chagati. Tức là tỉnh thức, thức dậy. Vậy thì ở đây chagara đứng làm chủ từ số ít. Bà Tham Á nghe câu quan trọng là vị phát tí. Cho nên cha gà rá biến thành cha gà rô. Bá hú cha gà rô có nghĩa là người có nhiều sự tỉnh thức, người có đầy đủ sự tỉnh thức. Bá hú cha gà rô. Như vậy câu 1, câu 2. Appamatto bamatte susutte subahuccagaro. Hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau, là người không sao lãng giữa những người bị sao lãng, là người có nhiều sự tỉnh thức giữa những người bị ngủ mê. Hai câu này đối chọi nhau ha, bổ sung cho nhau. Appamatto bamatte susutte subahuccagaro. Là người không sao lãng giữa những người bị sao lãng,
là người có nhiều sự tỉnh thức giữa những người bị ngủ mê. À, đó ý nghĩa câu 1 và câu 2 ha. Bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4. Apalasang wasi khaso. Apalasang wasi khaso. Câu số 3 có 3 từ. Apalasang là 1, wa là 2, si khaso là 3. Chữ Apalasang chúng ta thấy chữ tiếp đồng ngữ á phía trước có nghĩa là không, mà tiếp đồng ngữ này nó đi trước chữ pa la, à chữ pa la sang á, à thì chữ pa la có nghĩa là sức mạnh ha, à á là không ha, rồi chữ á sang ở phía sau, á sang do cái từ á sa, đó là một danh từ nam tính akranta pumlinga, chữ asa có nghĩa là con ngựa. Và con ngựa này asa này nó được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy phát tỷ e câu quá cho nên asa biến thành asang. Vậy thì ở đây có ba từ, a là không, ba là yếu đuối, yếu đuối có nghĩa là apala, apala là yếu đuối, là hèn nhát. Còn thật sự ra chữ pala nó là một danh từ trung tính, akarantanapsakalinga, pala có nghĩa là sức mạnh, ha, sức mạnh. Nhưng mà có chữ á phía trước thành ra yếu đuối chứ không còn sức mạnh nữa ha. Rồi asang do từ asa là con ngựa, vậy thì apalasang có nghĩa là con ngựa yếu đuối. Alo, apalasang là con ngựa yếu đuối, con ngựa hèn nhát. Rồi chữ quá do cái từ ý quá, một bất biến từ có nghĩa là ví như, à quá tức là ý quá có nghĩa là ví như, tựa như, giống như ha. Rồi giống như cái gì, si khát sô, si khát sô do cái từ do cái từ coi như là si khá xa, tức là chữ si khá cộng với á xa, si khá là một tính từ có nghĩa là nhanh chóng, nhanh chóng, và á xa ở phía sau là con ngựa, nhưng mà nó đứng làm chủ từ số ít. Bà tham ma cái câu quay cho nó quỳ phát tí cho nên asa biến thành aso, si khaso có nghĩa là con tuấn mã, con tuấn mã mạnh mẽ, hay là tuấn mã truy phong, tuấn mã truy phong. Chữ ba la là người ngu, nhưng ở đây là ba la chứ không phải là ba la hả. Hôm trước á chúng ta cũng phân biệt cái chữ ba lá với chữ ba lá. Rồi sĩ Kim có cái vấn đề gì xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ cùng quý vị Phật tử. Sư, trong cái câu mà trong cái câu mà số 3 đó, sư vừa mới nói đó, á bá lá xăng đó, thì theo như con nhớ sư nói, con là ráp và nói đó, lô cố sân thố đó, sân thá đó, thì cái chữ á bá lá sân thì lúc mà sư ngắt nó ra, con thấy sư công trong sách đề ngắt nó ra, thì chữ á chữ bá lá
thì chữ á xá nó cộng theo ba á, chữ a cộng chữ bá lá cộng chữ á xá. Con thấy nó hai chữ a, tại sao nó không là nó phải đọc là á bá là á bá là xá xá chẳng hạn như vậy, tại nó ráp vô hai chữ a liên tục nó phải có thành một chữ a có dấu nguyền trên đó, hay là tại vì nó là chakti vipatti ekavachana, nó là sở 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 thuộc cách là sở hữu đó, thành ra nó không cần để chữ a có dấu nguyền trong đó, phải không sư? Con thắc mắc vậy thôi, sư chỉ cũng được mà không chỉ không được, chỉ nhớ đó được rồi, con thấy thắc mắc chỗ đó đó. Dạ con xin cảm ơn sư trước nha, con xin trả máy lại. Sa thủ sĩ Kim thắc mắc chính xác. Ở đây có ba từ nó đi dính liền với nhau. Á là không, ba lá là coi như là yếu kém ha, hèn ha, hay là coi như là ngu si cũng được ha, yếu đuối, hèn nhát ha. Rồi Asa là con ngựa. Thì ở đây trong cái vấn đề văn phạm á, thì quý vị biết có cái mục gọi là lô pô và san thí, xóa và ráp chữ, xóa và ráp chữ. Thì chữ A nó dính liền với chữ ba lá, rồi chữ ba lá này nó dính liền với chữ asan, chữ asan. Thì asan này á không phải là sở hữu các sát thí quy pháp tí và hữu quá trình e có quá trình á, mà chữ asa có nghĩa là con ngựa, chứ không phải là asa nó ở trong sở hữu các cho nên apalasan nó đi liền với nhau, nó có một cái ý nghĩa là con ngựa yếu kém, nó giống như một cái thành ngữ vậy, con ngựa hèn, con ngựa yếu kém, con ngựa bệnh hoạn, con ngựa coi như bỏ đi tức là không phải đúng mà. Thì khi mà apalasan apalasa thì nó đi liền với nhau, giống như một cái cụm từ nói lên cái ý nghĩa là con ngựa yếu đuối. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là trong này có ba từ nó dính liền với nhau, a là một là không ha, ba lá là yếu kém ha, hoặc là ngu si và thiếu trí hoặc là thấp hèn ha, rồi asa là con ngựa, asa. Nhưng mà đây asa nó đứng trong cái vấn đề đối các đối tỳ gia vừa phía có quá trình á, cho nên asa biến thành asan. Vậy thì apalasan có nghĩa là con ngựa yếu đuối. Con ngựa yếu đuối, đây là cái cách chia của lô pô và san thí ha, xóa và ráp chữ để rồi chúng ta thấy một cái cụm từ mà làm cho sĩ kim thắc mắc ha. Rồi câu cuối cùng nữa là kết thúc, xong cái này rồi hỏi ha, nó coi lại trong lô pô và san thí hít tòa và tí xúc mề tha sù, hít tòa và tí xúc mề tha sù. Chỉ hít tòa đây là một động từ bất biến, mà động từ bất biến này thay vì cái căn ngữ ha cộng với tòa thì nó biến thành hít tòa. Hít tòa là sau khi đã bỏ lại, sau khi đã bỏ lại, đây là một cái động từ mà cũng đặc biệt ha, sau khi đã bỏ lại. Rồi gia tí là cái gì? Gia tí nó là một cái động từ số ít do căn ngữ gia, tức là ra đi, tiến hành. Gia tí là ra đi, tiến hành. Và từ cuối cùng súp mê tha sô, súp mê tha sô tiếp đồng ngữ súp có nghĩa là tốt, khéo léo, thiện, tốt, khéo léo, thiện.
chỉ liên chỉ số ở phía trước á. Rồi metasô do cái từ metasa, metasa nó là một tính từ ám chỉ người trí, và metasa ở đây nó được chia theo chủ từ số ít và tham án e có quá chánh la quỷ phát tí, cho nên metasa biến thành metasô. Vậy thì su metasô tức là bậc sáng trí, bậc trí tuệ, bậc thiền trí, bậc thiện trí, vân vân. Có chữ su thì tốt đẹp, mà thường thường Việt Nam nghe nó chữ su là su ế ha, không có tốt, nhưng mà tập sự Bali chữ su là tốt. Vậy thì câu số 3, câu số 4, apalasan vasi khaso hitwa ya tisume thaso. Bậc sáng trí ra đi tự như con tuấn mã mạnh mẽ, bỏ lại con ngựa yếu đuối. Bậc sáng trí ra đi ví như con tuấn mã mạnh mẽ, bỏ lại con ngựa yếu đuối. Đó là ý nghĩa câu số 3, câu số 4. Và câu Phật ngôn 29 cho chúng ta một ý nghĩa: người không sao lãng giữa những người bị sao lãng, là người có nhiều sự tỉnh thức giữa những người bị ngủ mê. Bậc sáng trí ra đi tự như con tuấn mã, bỏ lại con ngựa yếu đuối ở phía sau. Xin lặp lại: là người không sao lãng giữa những người bị sao lãng, là người có nhiều sự tỉnh thức giữa những người bị ngủ mê. Bậc sáng trí ra đi tựa như con tuấn mã, bỏ lại con ngựa yếu đuối ở phía sau. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: trú niệm giữa kẻ buông lung, tỉnh thức giữa đám mê mung loạn cuồng. Như con tuấn mã kiên cường, sau lưng bỏ lại lương ương ngựa hèn. Xin lặp lại: trú niệm giữa kẻ buông lung, tỉnh thức giữa đám mê mung loạn cuồng. Như con tuấn mã kiên cường, sau lưng bỏ lại lương ương ngựa hèn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn: tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê. Người chỉ như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê. Người chỉ như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Alo. Rồi, khi nãy thấy Sư Kim có đưa tay, có thắc mắc ở chỗ nào đây? Alo Sư Kim. Rồi, xin mời nha. Dạ, con xin cảm ơn sư trước. Sư cũng trở lại cái chữ á bá lá xăng đó. Thì con biết á bá lá xăng nó là đu tí giá quỳ pha tí, nó là đối cách. Nhưng mà ý mà hồi nãy con nói mà con nói không có rõ đó sư. Nếu mà cái chữ bá lá nó cộng với chữ á xá, thì hai chữ A thì tại sao nó lại không có dấu đó, mà có dấu quyền trên đó, cho dấu quyền trên đó thì nó cũng không cần thiết nữa. Tại vì nó có hai chữ S phía sau rồi, nó là trường âm, trường âm nhắn là trường âm rồi, người ta không cần chữ 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 dấu chữ A mà có dấu quyền, nó chỉ bỏ đi một chữ A thôi. Thì con nghĩ rằng á, nếu mà á bá lá xá tức là cái một người đó không có sức mạnh, tại vì ba lá là sức mạnh, mà bá lá là sức mạnh, còn ba lá là người ngu si. Tại có chữ ba mà có dấu nguyền á, ba lá ba có dấu nguyền, nó là người ngu, còn cái chữ ba bá lá nó không có dấu gì trơn, nó là sức mạnh. Mày thì á bá lá tức là không có sức mạnh, tức là người yếu đuối. Thì nếu mà á bá lá xá, mà nếu mà con không có để ý dòm vô, con thấy vậy thì con có nghĩ rằng là thuộc về con ngựa không có sức mạnh. Thì nếu mà chia về chati vipati ekawachana thì nó là
của con ngựa không có sức mạnh, tại lúc đó bá lá bá không có sự sức mạnh, bá lá nó là tỉnh từ, trong cái câu mà á bá lá xăng thì á bá nó là tỉnh từ, nó là danh từ, nó được đối xử giống một tỉnh từ để bổ túc cho cái con ngựa là á xá, thì cái đó con hiểu rồi. Nhưng mà nếu một một nhìn mà không có để ý thì con có nghĩ rằng cái á bá lá xá nó có thể là nó là sở thuộc cách là chắc thi quỳ ba thi ekawala ekawachala hala chắc tú thí cũng cũng được nữa. Thì cái này nó ráp chữ và nó bỏ chữ, con thấy cái này hơi phức tạp á, thì con không biết như thế nào, để bữa nào con dòm con suy nghĩ lại. Con thấy cái chữ này phức tạp thiệt cơ sư, con chỉ ý kiến vậy thôi, con xin trả máy lại cho sư. Alo, xin kiến thắc mắc ha. Cái chữ Asa này, đây là con ngựa, chứ không phải Asa ở đây là Chatuthi hay là Chathi, cái chia thứ tư, cái chia thứ sáu. Mà ở đây chữ Asa là con ngựa, Asang là cái chia thứ hai, Dutiya, Vipati, Ekavachana, đến với con ngựa. Đây là một bổ túc từ ha. Apalasang đến với con ngựa, coi như con ngựa yếu đuối. Con ngựa yếu đuối. Con ngựa mà không có sức mạnh. Thì gọi là con ngựa hèn. Con ngựa hèn ha. Rồi chỉ quá là ví như. Ý quá là ví như. Thì ở đây chữ Apalasang, nhưng mà nên nhớ chứ Asa ở đây là con ngựa chứ không phải là sở hữu cách ha, không phải là cái chi thứ tư nữa, cho tôi thi. Rồi cứ nhớ rằng đây là một cụm từ, con ngựa hèn. Khi người ta nói con ngựa hèn thì Apalasang. Rồi hiểu đại khái là như vậy đi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự nè. Thời gian còn lại có 20 mấy phút nữa thôi. Chúng ta nghe duyên sự này để biết rằng hôm nay tại sao mà Sĩ Kim thắc mắc nhiều vậy. Trong duyên sự này cũng có nói lên vấn đề đó. Rồi Sĩ Kim chú ý nghe nha. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đề cập đến hai vị tỳ khưu cùng tu với nhau. Hai vị tỳ khưu này sau khi tu được 5 năm tỳ khưu thì đi đến với Đức Phật để xin cái đề mục. Rồi mình phát huy cái đề mục đó. Thì một trong hai vị này dùng thời gian bằng cách cả như khi mà nhận đề mục của Đức Phật xong thì một vị dùng thời gian bằng cách đi kiếm củi khô đem về bỏ trong lò sưởi rồi ngồi hơi cho ấm, rồi nói chuyện phào tào lao với mấy vị sa di trẻ tuổi suốt cả canh một. Thì quý vị biết rằng một buổi tối chia làm 3 canh, canh 1, canh 2, canh 3 thì suốt canh 1 như vậy là coi như người hơi lửa cho ấm, rồi ngồi tán dốc, ngồi nói chuyện thầu lao với mấy vị sư trẻ tuổi suốt hết một canh luôn. Thì cũng trong canh 1 này, cái vị kia thực hành sa môn pháp, rồi khuyên nhắc nhở cho bạn mình: này đạo hữu đừng có làm như vậy, quả thật con người dễ vui thì thường thường đi vào 4 ác đạo, giống như người đi về nhà của mình mà không thể hưởng được cái hồng ân của chư Phật. Có nghĩa là người dễ vui như chúng ta thì thường thường có 4 cái lâu đài nó chờ sẵn thường trú, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, nó đương chờ chúng ta. Thì khi mà vị tỳ khưu mà lười biếng nghe cái vị kia nhắc nhở nhưng mà không thèm đếm xỉa đến lời khuyên của bạn, tiếp tục ngồi hơi lửa cho ấm ở bên lò sưởi, rồi cũng nói chuyện tào lao,
cái vị mà siêng tu á, thấy mình nói hoài cũng vô ích, à thôi chán quá, mình lo cho chính bản thân của mình, à, lo thực hành pháp hạnh, không dám dễ vui, à, khuyên người ta mà người ta không nghe thì thôi, mình lo cho bản thân mình. Rồi đến cuối kinh một, cái vị này nghỉ đi kinh hành vì đã tới giờ vào trong cốc. Thì trong khi đó thì vị kia cũng đang ngồi để mà hơ ấm bên lò sưởi. Cái vị lười biếng cũng tự nghĩ rằng, à, ngươi vào ở trong rừng thanh vắng là để ngươi ngủ cho yên giấc, còn việc mà thực hành cái đề mục nơi Đức Phật, à, thì cái chuyện đó thôi ráng thức cả đêm để mà hành thì không nên đâu. Đó rồi thì vị này đi vào trong cốc riêng để mà ngủ, tức là hay canh một ngồi hơ lửa cho đã, à, nói chuyện tào lao, rồi bắt đầu vào canh hai thì bước vào trong cốc để mà ngủ. Còn cái vị mà tinh tấn sau khi kinh hành trong canh đầu, ngồi nghỉ trong canh giữa, rồi đến canh chốt thì hành sa môn pháp. Và nhờ chuyên cần hành đạo như thế, không bao lâu cái vị siêng tu này chứng đắc thánh quả A-la-hán với tuệ phân tích. Còn cái vị tỳ kheo lười biếng thì vẫn dễ vui, à, hoang phí cả thời gian của chính mình trong ba canh. Mãn cái mùa an cư, hai vị đồng tu này về đảnh lễ yết kiến bậc đạo sư rồi ngồi qua một bên. Đức Phật tiếp chuyện một cách thân mật với hai vị tỳ kheo và hỏi: Này các tỳ kheo, các ông có chuyên cần hành sa môn pháp hay không? Các ông có đạt đến mục đích cứu cánh của người xuất gia chưa? Thì cái vị tỳ kheo phóng dật á, lười biếng á, mới đáp trước rằng: Bạch ngài, ông ấy đâu có chuyên cần gì đâu. Kể từ lúc mà ra đi hành đạo cho tới bây giờ, ông ta chỉ có nằm ngủ mãi cho hết ngày hết giờ mà thôi. Ồ, thế thì ông làm những gì? Bạch ngài, lúc mà rảnh á thì con đi tìm củi khô đem về chụm trong lò sưởi, rồi ngồi hơ lửa cho nó ấm trong canh đầu. Chẳng qua thời gian con không nằm lại như thế. Rồi khi đó Đức Phật mới khiển trách vị này rằng: Người ta là chuyên cần, còn ngươi, sự chuyên cần của ông lại là sự buông lung phong dật. À, ông ở gần, à, ta mà cũng như không có giống gì hết, giống như một con ngựa gầy yếu chậm luộc. Còn con trai của ta thì sánh với ông như là một con tuấn mã, đó là thần tốc, lanh lẹ. Và nó đã bỏ đi ông rất là xa. Và Đức Phật nói rằng: Người chuyên cần ám chỉ là những cái bậc mà đã đắc pháp, là có một cái sự quán bác, có một cái sự đầy đủ về chánh niệm, sự chuyên cần, à, tức là cái người đó luôn luôn ghi nhớ và biết mình, à, ở bất cứ cái trạng thái nào, dầu canh đầu, canh giữa hay là canh cuối. À, và Đức Phật đã nói lên câu Phật ngôn 29: Appamatto bhammatte susutte subbahuccha garo apalassang vassi khasso hittoa ya visume thasso. Chuyên cần giữa đám buông lung, kẻ trí tỉnh thức trong vùng mộng mơ, như con tuấn mã trường đồ buông phi bỏ dứt, ngựa thô gầy hèn. Thì khi mà câu Phật ngôn này chấm dứt thì nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Trong duyên sự này cho chúng ta thấy rằng người trí cần chuyên ấy hành đầu, ngu thì giải đãi hóa ra lâu, ai tu nấy đắc không chờ bạn.
đó xuống đây lên khó bắt cầu. Dầm thẳng chỉnh nghe lòng quái ngại, đường dài há nản ngựa long câu. Tỉnh rồi một giấc Nam Kha mộng, thiên hạ thùy miên vạn khổ sầu. Câu Phật Ngôn 29 nói lên hai người bạn, và hai người bạn đó cũng giống như chính bản thân của chúng ta, có mặt có trái, có mặt có trái ha, một bên thiện một bên ác. Ở đây ám chỉ chính bản thân của chúng ta, không có đâu xa lạ. Tức là trong con người của chúng ta có một ác ma và một thiên thần ha, nó luôn luôn ngự trị chúng ta. Và khi chúng ta tạo thiền pháp thì đó là những vị thiên thần, đó là những vị chư thiên. Mà khi chúng ta tạo ác pháp do tham sân si chi phối thì ma vương nó đã ngự trị. Cho nên thiên thần và ác quỷ trong chính bản thân của chúng ta. Qua câu Phật Ngôn 29 này, hai vị tỳ khưu bạn ám chỉ hai cái trạng thái thiện và ác. Thì như vậy quý vị hướng về thiện thì quý vị cảm thấy bất cứ giờ phút nào, trong canh đầu, trong canh giữa và trong canh cuối, trong ba canh, hoặc là mọi lúc mọi nơi, chúng ta luôn luôn có sự ghi nhớ, có sự biết mình, và chúng ta sống trong hiện tại. Đó là điều quan trọng. Khi chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta biết làm chủ lấy chính bản thân mình, tức là có sự suy tư và nhận biết đây là thiện, đây là bất thiện. Đó chính là cái sự tu tập của chúng ta, sự quan niệm của chúng ta về năm điều mà quý vị đã học, Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Thì khi mà nó xuất hiện năm điều quán tưởng đó, để chúng ta cảm thấy trong cái trạng thái nào? Vô thường, khổ não, vô ngã. Đây là tam tướng nó chi phối. Và khi mà chi phối như vậy, tâm của chúng ta có bị nó chi phối hay không? Đây là một điều để khẳng định chúng ta có tu hay là không có tu. Vậy thì những giây phút còn lại, xin mời bàn tay của quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này. Chúng ta còn hai câu Phật ngôn nữa là hết cái đoạn này ha, cái phẩm này. Khi mà hai câu Phật ngôn nữa chúng ta thông qua thì chúng ta trở lại cái phẩm này để chúng ta kiểm tra trong cái phẩm này, trong phẩm dễ vui phóng dật sao lãng này, mình đã sao lãng, mình đã phóng, mình đã thích, mình đã tâm đắc cái câu Phật ngôn nào trong cái phẩm này. Đây rồi chúng ta ôn lại ha. Cũng như câu Phật ngôn này nói lên hai người bạn, mà hai người bạn trong thời kỳ Đức Phật thì chúng ta cũng nghĩ đến hai cái nhân vật trong chính bản thân của chúng ta, thiện và ác. Một người dễ vui, một người coi như tinh tấn. Thì người dễ vui, người tinh tấn đó, nó cũng nằm trong chính bản thân của chúng ta. Vậy thì chúng ta nghĩ như thế nào về câu Phật ngôn 29 này? Alo, còn thời gian, xin mời bàn tay của quý vị. Quý vị học phải hỏi có những cái gì thắc mắc, cũng giống như khi nãy Sĩ Khà đọc thắc mắc cái chữ hít tòa là đặt câu hỏi liền. Đó là một cái điều mà chúng ta học hỏi rồi hiểu mới nhớ được. Vậy thì bây giờ trong pháp học chúng ta học, chúng ta thắc mắc chỗ nào? Alo, có ai có câu hỏi gì không? Nếu chúng tôi làm một lèo ha, hết giờ.
À, rồi, rồi đóng rùm, cái chuyện nó dễ, nhưng mà phải có ý kiến của quý vị để coi quý vị tiếp thu như thế nào. Quý vị hiểu có được cái chuyện trả bài không, quan trọng bây giờ hiểu câu Phật ngôn này như thế nào và có ý kiến, chứ một trả bài là qua rồi. Thứ chánh cần là phải tinh tấn. Nếu mà mình phải tinh tấn là chứng tỏ mình dễ vui ha, chứng tỏ là mình không tinh tấn, cho nên phải tinh tấn. Làm cái gì phải, tức là nói lên một cái tâm tham, mình cần phải làm cái này, mình muốn đạt cái kia, thì như vậy là nói lên cái tâm tham. Vậy thì cái gì nó đến thì để cho nó đến đi, phải làm này phải làm cái kia để làm cái gì ha. Bây giờ trong chính con người của chúng ta này, khi mà tham nó khởi lên, chúng ta hãy nhìn vào nó để coi nó tham tới mức độ nào. Khi sân khởi lên, chúng ta nhìn nó coi nó có bằng sân bay hay không, hay là sân ở trước nhà, phải biết cái sân đó lớn nhỏ làm sao. Rồi mời cô tu nữ Tùy Duyên còn mấy phút nữa nha, ngắn gọn nghe cô tu nữ Tùy Duyên. Con chỉ còn có 3 phút thì con nhớ có hai vị cũng tinh tấn dữ lắm, cho nên tinh tấn quá mà nó bị hư. Có nghĩa là một cũng giống như một cái vườn cây người ta mới trồng, mà cái vị mà kêu cái vị ở nhà lo chăm sóc cây, để mà cái người kia họ đi công việc gì đó, đi quá rồi không đi nghe pháp, thì cái người mà giữ vườn á, cái người người đó là trưởng là đi nghe pháp, để cái ông phó kêu ổng ráng mà chăm cây, nhưng mà ổng tin đó. Ổng ở nhà ổng làm hư cây hết, ổng tinh tấn đến nỗi ổng đi làm thân á, thì thay vì người ta đào chung quanh cây để mà người ta bon vô, ổng không có đâu, ổng từng cây cây ổng cũng nhóm lên á để ổng coi cây rễ nó ra tới. Và ổng tinh tấn quá cho nên là những cái cây mà giao lại cho ổng trồng, ổng tưới á, thì cái ông kia về là nguyên một đám cây hư hết. Cho nên thật sự là khi mình tinh tấn như thế nào, mình phải hiểu như thế nào nó làm sao, chứ tinh tấn quá nhầm khi nó cũng không đúng. Cũng giống như nãy ngài nói với hai người bạn, một người thì người ta tinh tấn người ta tu, mà ông lo ông đi bẻ củi, ông làm tùm lum là ông nói ông tinh tấn, như vậy là nó sai, mà ông tưởng đâu là ông đúng. Dạ con cũng tranh thủ dữ lắm, cho nên là con nói để mà kết thúc chương trình. Con tri ân ngài rất là nhiều và kính tri ân đạo trang. Chỉ còn một phút, vậy là còn một phút xin xuống mic. Thì ý con nói là mình tinh tấn mức độ mình hiểu và bằng trí tuệ của mình, để mà hiểu được cái câu chuyện như thế nào mình tinh tấn cho nó đúng. Con chân ngài rất nhiều và để trở lại chương trình, con xin xuống mic ạ. Sa thủ cô tu nữ Tùy Duyên. Sự giải thích của cô tu nữ Tùy Duyên về hai cái người đó cũng nói lên cái vấn đề Sikha Hà thắc mắc cái chữ dễ vui như thế nào ha? Dễ vui có nghĩa là chúng ta không biết mình đang làm cái gì trong cái hiện cảnh bây giờ. Chúng ta không làm chủ lấy chính bản thân của mình, mà để cái tâm của chúng ta nhớ quá khứ, mơ tưởng về tương lai, thất niệm. Đúng rồi, khi mà chúng ta coi như
những cái gì xảy ra trước mắt chúng ta phải theo dõi nó, và mình nằm ở trong cái hiện tại đó, tức là mình biết mình đang ngồi đây làm cái gì, đang lấy xe mà mơ tưởng cái chuyện này chuyện kia là xin lỗi dễ bị tai nạn, đương nấu ăn mà có như lo nghĩ chuyện này chuyện kia, cơm khê cơm khét ha. Cho nên con người thất niệm đó là con người dễ vui, con người mà buông lung, không làm chủ lấy chính mình trong thiền pháp, đó là mình dễ vui. Thì câu chuyện của cô tu nữ Tự Duyên cũng nói lên vấn đề đó. Mình tinh tấn một cách không có phương pháp, mình cố gắng để làm cái gì, cái chuyện gì nó đến thì đến vừa phải thôi, chứ đừng có làm quá sức. Cũng như cô kia mà nói, đừng có cố quá, nó thành ra quá cố. Thì cái gì trong cái sự tu tập của chúng ta cũng vừa phải, trong khả năng của mình, thì như vậy nó sẽ tốt. Còn hai bài nữa là chúng ta hết cái phẩm này ha. Cái phẩm này gọi là phẩm không phóng dật appamada vaccha. Thì khi hết hai bài nữa thì chúng ta sẽ quay lại trong cái phẩm này, để rồi chúng ta phóng dật như thế nào, chúng ta không phóng dật như thế nào trong những cái câu Phật ngôn đó, thì quý vị tâm đắc như thế nào, quý vị có thể nói lên cái ý nghĩa. Và cái câu Phật ngôn 29 này cũng có thể có nhiều vị thắc mắc, thì tới cái ngày đó chúng ta tổng kết lại ha. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ngay đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa chê quá chê na sâu thị vô hô tu sa bà đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Không Nhật kết thúc của sinh hoạt của đạo tràng ạ.